ơn tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đồng bộ private key trên các ví phi tập trung. Rồi, thì ở đây KTV đã chuẩn bị sẵn 12 cái ký tự hay còn gọi là private key để đồng bộ vào cái ví chớt. Đây, quý vị chọn vào, mở cái ví chớt lên và chọn vào cái phần tôi đã có ví này. Rồi, ở đây KTV sẽ chọn luôn là cái ví multi coin này. Đó, KTV sẽ dán 12 cái private key vào đây. Ok chưa? Rồi, cái phần tên KTV sẽ để nguyên là ví chính. Thì quý vị cần lưu ý này, cái 12 từ private key này là tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng ở đây KTV chia sẻ cái video này nên là 12 cái private key này KTV để test và đồng bộ tất cả các ví thôi. Còn cái private key của quý vị thì quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Ok chưa? Rồi, quý vị chọn nhập vào này, đồng ý đi, chọn kích hoạt này, cho phép đi. Ok, thì KTV đã đồng bộ cái ví chớt này. Tiếp theo KTV sẽ tải một cái ví SafePan đi và đồng bộ từ cái ví chớt này sang cái ví SafePan. Ok chưa? Thì quý vị sử dụng cái điện thoại mà hệ điều hành Android thì quý vị có thể vào CS Play để tải. Còn quý vị sử dụng điện thoại iPhone thì quý vị hãy vào App Store. Rồi vào ở ô tìm kiếm này, quý vị hãy đánh là SafePan này. Đây, quý vị chọn nhận này để tải về này. Cái SafePan Wallet Pro đây này. Rồi, quý vị xác nhận để tải về. Ok, quý vị chờ trong giây lát. App SafePan đang được tải về đây này. Rồi, quý vị chọn mở luôn này. Quý vị chọn vào ví phần mềm. Quý vị chọn vào tiếp theo này. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt cái mật khẩu. Ở cái ô thứ hai, quý vị hãy xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Rồi, quý vị tích vào cái ô tôi đã đọc và chấp nhận này. Rồi, quý vị chọn vào xác nhận này. Ở bước này, quý vị có thể kích hoạt cái cài đặt vân tay hoặc có thể bỏ qua. Quý vị có thể kích hoạt xác nhận bằng hình vẽ hoặc cũng có thể bỏ qua. Rồi, quý vị chọn vào bắt đầu hành trình SafePan. Ok, bây giờ quý vị chọn lại là ví phần mềm này. Quý vị chọn vào nhập qua cụm từ ghi nhớ. Rồi, quý vị nhập cái mật khẩu mà quý vị vừa đặt ở cái bước trước. Quý vị chọn xác nhận này. Rồi, bây giờ KTV sẽ quay sang cái ví chớt để lấy cái private key từ cái ví chớt. Ok chưa? Quý vị vào cài đặt ví chớt này. Chọn vào cái ví chính này. Quý vị chọn vào cái biểu tượng chữ Y hình tròn này. Chọn tiếp là hiện các cụm từ khôi phục ví. Quý vị chọn vào tôi đã hiểu. Rồi, chọn vào tiếp tục.
quý vị chọn sao chép này. Sao chép này. Ok. Quý vị mở cái ví SafePen lên và dán 12 cái cụm từ ghi nhớ vào đây. Ở bước này, quý vị có thể đặt tên cho cái ví. Ví dụ KTV sẽ đặt là FP đi. Rồi, quý vị chọn vào nhập dữ liệu ví này. Ok. Vậy là đã đồng bộ được dữ liệu từ cái ví chớt sang cái ví SafePen. Và để kiểm tra lại có chính xác hay không thì quý vị chỉ cần kiểm tra cái địa chỉ này. Ví dụ ở đây KTV sẽ kiểm tra cái địa chỉ ví của BLB BEP 20. Ok chưa? Đó, thì cái đuôi ví và cái đầu ví này. Ở đây đuôi ví là D1667. Ok, KTV sẽ kiểm tra bên cái ví chớt xem là nó có đúng cái địa chỉ ví không nhá. Đây, nó là cái smart chain đây này, là BEP 20 đây này. Quý vị chọn vào nhận đi. Ok chưa? Đó, thì cái đầu ví và cái đuôi ví đây này, D1667. Đó, vậy là cái địa chỉ chính xác rồi. Rồi, bây giờ KTV sẽ vào tải cái ví MetaMask trên điện thoại smartphone và lấy private key để đồng bộ từ cái ví chớt sang cái ví MetaMask. Ok, quý vị vào App Store hoặc là CS Play và đánh là MetaMask này. Rồi, quý vị chọn tải về ở cái biểu tượng tải về này. Quý vị chờ trong giây lát, cái ví MetaMask đang được tải về. Rồi, quý vị chọn mở luôn này, để mở lên này. Quý vị chọn vào bắt đầu này. Quý vị chọn nhập bằng cách sử dụng cụm mật khẩu gốc này. Ở cái ô thứ nhất, quý vị hãy lấy cái private key từ cái ví chớt. Ok chưa? Đây, KTV sẽ sao chép 12 cái private key này. Đó. Rồi, KTV sẽ sang cái ví MetaMask. Và KTV dán 12 cái private key vào cái ô thứ nhất này. Rồi. Ở cái ô mật khẩu mới thì quý vị hãy đặt cái mật khẩu cho cái app MetaMask này. Quý vị có thể kích hoạt bảo mật vân tay. Rồi, quý vị chọn vào tôi đồng ý này. Rồi, ở cái bước này quý vị có thể bỏ qua đi, chọn vào không cảm ơn này. Rồi, bây giờ để kiểm tra xem là cái dữ liệu nó có được đồng bộ hay không thì quý vị chỉ cần kiểm tra cái địa chỉ ví nó có trùng hợp hay không. Quý vị chọn vào nhận này. Đó. Thì đây, đây chính là cái địa chỉ ví này. Đuôi của nó 1667 đây này. Đó, ok chưa? Thì tất cả các dữ liệu từ cái ví SafePen hay là ví chớt nó cũng sẽ được đồng bộ sang cái ví MetaMask nếu như quý vị sử dụng đúng cái chain của nó. Và tất nhiên quý vị sử dụng cái chain BEP 20 thì quý vị chỉ cần thêm cái mạng Smart Chain BEP 20 vào cái ví MetaMask thì nó sẽ lên và cái địa chỉ của nó cũng sẽ trùng. Ok chưa?
Đó, đây thì đây là cái địa chỉ ví chớp này, và bên ví MetaMask nó cũng đúng là cái đuôi 1667 đây này. Ok chưa? Đó. Rồi, bây giờ KTV lại vào cái App Store và tải cái ví Huobi Wallet ở ô tìm kiếm. Quý vị cũng đánh là Huobi này và quý vị chọn cái Huobi Wallet này. Quý vị hãy nhấp vào cái biểu tượng để tải về này. Rồi, quý vị chọn mở luôn. Phần này quý vị có thể chọn là cho phép hoặc từ chối. Quý vị chọn tiếp là agree này. Rồi, quý vị vuốt màn hình từ bên phải sang bên trái. Quý vị chọn vào try now này. Ở cái bước này, quý vị hãy đặt cái mật khẩu cho cái app Huobi Wallet này. Xong quý vị chọn Next ở phía bên trên góc phải này. Ở bước này, quý vị hãy nhập lại mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Xong quý vị chọn vào Confirm phía trên góc phải này. Rồi, bây giờ quý vị hãy quay sang cái ví Chớp Wallet. Đây, KTV sẽ mở cái ví chớp lên và lấy 12 cái private key từ cái ví chớp này để nhập sang cái ví Huobi. Rồi, KTV sẽ sao chép này. Sao chép trở lại cái ví Huobi này. Quý vị chọn vào cái biểu tượng ví ở phía bên dưới này. Ok đi. Rồi, quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng ví phía bên trên góc phải màn hình này. Đó, thì ở đây cái ví này nó cũng hỗ trợ rất nhiều các chain. KTV sẽ chọn cái chain Heiko này đi. Heiko này, nó có cái biểu tượng chữ H này. Rồi, chọn tiếp vào Add Wallet này. Quý vị chọn tiếp vào Import Wallet này. Ở bước này, quý vị hãy nhập cái mật khẩu mà quý vị vừa đặt cho cái app Huobi ở cái bước trước. Nhập xong, quý vị chọn vào Confirm này. Quý vị chọn cái dòng đầu tiên, Nimori Pay này. Quý vị hãy dán 12 cái private key mà quý vị vừa copy ở bên cái ví chớp vào cái ví này, vào cái ô này. Đó. Ok, quý vị chọn vào Import này. Rồi, đã thành công. Bây giờ quý vị hãy trở lại cái ví chính này. Đây, quý vị chọn vào cái đi xây đi để kiểm tra cái địa chỉ. Đó, thì đây chính là cái địa chỉ nhận. Nó chạy trên cái network Heiko. Đấy, đuôi nó là D1667. Ok chưa? Thì cái bên cái ví chớp hay cái ví Safepan hay là ví MetaMask nó cũng trùng một cái địa chỉ đó. Ok chưa? Đấy, quý vị để ý này, đuôi D1667 này.
Rồi, bây giờ KTTV cũng lấy cái private key đó và cũng nhập vào cái ví Huobi này. Nhưng mà chọn cái chain khác đi. Quý vị chọn vào cái biểu tượng này. Ở đây, quý vị có thể chọn trên ETH hoặc BSC đều có thể được. Ví dụ KTV sẽ chọn cái trên BSC đi. Quý vị cũng chọn vào Add Wallet này. Quý vị chọn tiếp là Import Wallet này. Quý vị hãy nhập cái mật khẩu mà quý vị đã đặt. Import này. Rồi. Đó. Thì đây là cái địa chỉ BSC này. Nó chạy trên cái network Smart Chain BEP20. Bây giờ quý vị hãy back lại cái mũi tên để kiểm tra cái địa chỉ nó có trùng khớp hay không. Đó, đây. Cái tên của nó BSC Import 1 đây này. Ok chưa? Quý vị có thể click vào cái phần này để xem hiện tại đang có hai cái ví mà quý vị vừa nhập đây này. Một là cái HECO, hai là cái BSC này. Ok chưa? Rồi, quý vị cũng click vào cái resale này. Đó, thì đây cũng là cái địa chỉ nó trùng với lại tất cả các địa chỉ mà quý vị vừa nhập cái private key. Ok chưa? Đuôi nó là D1667. Rồi, bây giờ KTV sẽ trở lại cái ví chớt này. Và KTV sẽ bật cái token mà nó chạy trên cái network TRC20 lên. KTV sẽ bật cái token TRX này để kiểm tra cái địa chỉ xem nó có trùng không. Bây giờ KTV sẽ vào cái ví SafePal tiếp này. Và KTV cũng bật cái TRX đây rồi này. Đó, thì đây là cái địa chỉ ví trên cái ví SafePal này mà KTV đã đồng bộ cái private key từ cái ví chớp sang bên này. Đó, quý vị để ý này. Cái địa chỉ ví đây. Đây, thì đây là cái địa chỉ ví bên ví chớp. Đó. Thì quý vị đồng bộ cái private key từ cái ví chớp này sang bất cứ một cái ví nào thì cái địa chỉ nó cũng sẽ trùng. Và tất nhiên, tất cả các dữ liệu mà quý vị có ở trong ví nó cũng sẽ được đồng bộ lên. Ok chưa? Và ở cái video này, KTV để chỉ chia sẻ để quý vị biết cách để quý vị có thể thao tác, hoặc khi quý vị gặp những trường hợp mà quý vị gửi sai cái trên thì quý vị vẫn có thể lấy lại được bằng cách là quý vị đồng bộ cái private key này sang đó. Còn quý vị không nên đồng bộ quá nhiều private key sang nhiều các loại ví, bởi vì đồng bộ như thế này thì cái độ rủi ro khi quý vị ghi nỡ để mất cái lộ cái private key này thì độ rủi ro rất chi là lớn. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.